Chào mừng quý cô chú quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Thảo Nguyên. Ngày hôm nay Triệu Hào cùng với trợ lý Đức Trung, hai anh em chúng tôi là trong đội ngũ trợ lý của thầy Thảo Nguyên thì sẽ quay trở lại với cô chú anh chị trong một cái video mà bản thân quý cô chú anh chị dành rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt vào cái giai đoạn qua nửa năm khi mà đã có triển khai xây dựng các cái công trình là ngôi dưỡng cơ hay là ngôi âm trạch của quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị dành rất nhiều thời gian cũng như là cái tâm huyết hay là cái phần mong muốn để mà chúng tôi chia sẻ thêm về những cái kiến thức cũng như là định hướng trong việc xây dựng, khai sơn lập hướng, tu phương sửa chữa trong năm 2021. Thì ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị cái phần nội dung chi tiết của cái phần là khai sơn lập hướng của năm 2021 như nào. Thì sau đây thì điểm qua một xíu thì chỗ phần anh Trung sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị liên quan đến cái phần mà quan điểm làm nhà cũng như là cái tinh thần để triển khai như thế nào để quý cô chú anh chị rõ ràng hơn. Xin mời anh Đức Trung. Vâng, cảm ơn anh Triệu Hào. Xin kính chào đến tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi kênh YouTube Tư vấn Kiến trúc của Phong Thủy Thảo Nguyên. Thì cũng rất là vui thông qua cái sự đề nghị của anh Hào cũng như là tất cả các cô chú anh chị mong muốn tư vấn về cái kiến thức về khai sơn lập hướng của năm 2021 Tân Sửu. Thì ngày hôm nay thì Đức Trung và Triệu Hào sẽ cùng lên đàn và cũng như là cùng bàn bạc với các cô chú chị xoay cái nghi thức này nha. Giống như anh Hào có nói rằng là cái yếu tố làm nhà nó rất là quan trọng, và cái quan điểm, cái việc mà chúng ta lựa chọn việc làm nhà như nào nó còn quan trọng hơn, để mà các cô chú chị có thể hiểu được những cái quan điểm đúng này ạ. Đấy, và làm nhà để mà sao cho cái tinh thần mình một cách thoải mái nhất, thì cái yếu tố đấy rất quan trọng, để tránh cái việc mà chúng ta không có hiểu, các cô chú chị lại đi tìm các thầy bà khác nhau, đặt ra các câu hỏi thì cũng không có chính xác, và tư vấn thì cũng bị sai luôn, và từ đấy thì mình làm nhà mình cũng sai, khiến cho việc mình càng lo lắng và càng trở nên là bất an trong cái việc làm nhà. Vậy thì yếu tố quan điểm làm nhà trong phong thủy chính phái, phong thủy chính tông như thế nào? Thông qua cái câu hỏi của các cô chú anh chị đặt về theo kiểu đó là: tôi sinh năm tương đây thì tôi có làm nhà được không? Hay là tôi sinh năm tương đây thì tôi có làm nhà hướng này được không? Hay là tôi sinh năm tương đây thì tôi có làm nên làm nhà vào tháng nào? Ví dụ tôi sinh năm 1956 Bính Thân thì tôi làm nhà vào tháng 7 này có được không? Hay tôi sinh năm 1956 Bính Thân thì tôi làm nhà vào năm 2021 được không? Hay là em sinh năm tương đây, năm sau Phạm Tam Tai thì có làm nhà được không? Đại loại những câu hỏi như vậy, các cô chú chị xoay quanh các yếu tố về tuổi rất nhiều. Nhưng trong phong thủy chính phái và phong thủy cao cấp thì chúng ta quan điểm như nào sao cho chính xác? Cái việc làm nhà thì Đức Trung và thầy Tam Nguyên cũng như là bạn Triệu Hào cũng đã nói rất nhiều cho các cô chú chị hiểu được rằng là chúng ta động thổ để làm nhà là chúng ta động thổ lên trên đất chứ không phải động thổ vào người, đúng không anh Hào? Dạ vâng. Vậy thì cái việc mà động thổ lên trên đất thì chúng ta phải tính toán đến cái yếu tố là vận khí của cái trạch đất đấy nó có làm được hay không, rồi chúng ta mới quyết định làm, chứ lại không phải rằng là tuổi tôi có làm nhà được hay không, đúng không anh Hào? Đúng rồi. Đấy. Vì rằng là cái tuổi có làm nhà được hay không nó không phải yếu tố quan trọng nhất, mà cái tuổi trạch chủ đấy có động thổ được hay không mà thôi. Và nếu như không động thổ được thì chúng ta làm gì ạ? Là chúng ta mượn tuổi động thổ, đúng không anh Hào? Đó, do vậy rằng là cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải tính toán trên yếu tố là vận khí của đất có làm được hay không. Thì vận khí đất đây chúng ta làm nào? Là vận khí của đất chúng ta xác định trên yếu tố là tọa và hướng của cái trạch đất. Tọa và hướng của trạch đất thì xác định thông qua việc chúng ta đo hướng nhà. Đấy, chúng ta đo hướng nhà. Khi mà xác định được cái hướng nhà nó chính xác đến độ số rồi thì chúng ta mới căn cứ để tính toán, xét trên các yếu tố về sát khí mỗi năm. Và nếu như nó không phạm phải các sát này thì ok, chúng ta làm được. Và nếu nó phạm phải sát khí chúng ta dừng. Tốt nhất là nên dừng lại. Nên dừng lại. Hoặc là phải tính toán rất kỹ lưỡng thêm nữa vào những cái thuật xem ngày để mới lựa chọn được thời điểm đắc cát. Vậy thì những cái sát khí mà Đức Trung vừa nói, thông qua những cái sát gì thì chúng ta có hệ thống 5 cái thần sát lớn mà chúng ta cần phải tránh được trong mỗi một năm liên quan việc làm nhà, bao gồm đó là thái tuế sát. Thái tuế sát tức là cái yếu tố là sát khí của sao Mộc Tinh của mỗi một năm. Nếu như phạm phải thái tuế sát thì tức là khi chúng ta mở cửa nhà chúng ta ra thì cái đường kẻ giữa tâm của cái cửa và thẳng đến cái đường sao Mộc thì chúng ta đón cái yếu tố sát khí từ cái Mộc Tinh này. Giống như việc chúng ta đang đối đầu với một hung tinh lớn thì việc này nó không hề tốt lành. Tiếp theo đó là ngũ hành đại sát. Ngũ hành đại sát cũng là một trong những yếu tố thần sát cực kỳ lớn và là một trong những hung tinh rất lớn trong hệ thống cửu tinh, đúng không anh Hào? Dạ vâng. Và mỗi một năm nếu như cái ngũ hành đại sát đáo đến hướng nhà nào thì cũng không làm được. Do đó là chúng ta phải tránh việc đấy. Ví dụ như là ngũ hành đại sát năm 2021 thì sẽ đáo đến phương đông nam, là chúng ta phải tránh cái hướng này. Tiếp theo nữa là yếu tố về tam sát. Tam sát thì cũng tính theo yếu tố về tam hợp cục, đúng không ạ? Năm 2021 thì thân tỵ dậu sửu thì tam hợp, đúng không anh? Dạ. Do đó là ba cái sơn mà chúng ta tính toán là không làm được đó chính là tỵ dậu sửu, đúng không ạ? Do đó ba sơn tiếp theo sẽ là dần mão thìn, là ba cái sơn mà chúng ta cũng không có làm được, đúng không ạ? Tam sát thì lưu ý là đáo đến tọa, sát của tam sát đáo đến tọa nguy hiểm hơn là sát đến hướng. Ngũ hoàng thì đến hướng và thái tuế cũng là đến hướng. Hai cái sát tiếp theo nữa đó là mậu kỷ đô thiên sát và mùa long biến vận sát. Thì mậu kỷ đô thiên sát thì chúng ta cần phải tránh vào cái
tháng mà có Mậu Kỷ làm ở Cannes, ví dụ như là tháng Mậu Kỷ năm nay là tháng nào thì chút nữa trong video chi tiết thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Và Mộ Long biến vận sát là chúng ta tính toán những yếu tố về Mộ Long của cái lưu liên năm 2021 Tân Sửu này đến các sơn nào, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng tránh các sơn này chúng ta không có làm được. Và do đó là căn cứ vào năm yếu tố sát đấy thì tuyệt đối nếu như nó phạm phải chúng ta không làm, đúng không ạ? Dạ, và nếu như không phạm phải các sát này thì chúng ta hoàn toàn làm được. Và thêm một cái chi tiết nữa là chúng ta lựa chọn cái tháng vượng để mà chúng ta làm. Thì đấy là cái quan điểm mà phong thủy chính phái ứng dụng cũng như là thầy Tam Nguyên áp dụng đối với tất cả các gia chủ. Và nếu như một người thầy nào mà không có hỏi về độ số hướng nhà của cô chú chị, độ số đây là chính xác đến từng độ số nhé, nếu như không hỏi chính xác độ số hướng nhà chị mà cứ căn cứ rằng là tuổi của anh năm nay là Phạm Hoang Ốc đấy đừng làm nhà, hay là tuổi cô năm nay là Phạm Kim Lâu không nên làm nhà, là tất cả những cái đấy đều là man thư cả và không có chính xác. Đấy. Nếu như vận khí đất mà đã làm được rồi thì chúng ta xét đến cái tuổi là tuổi động thổ. Nếu như trạch chủ động thổ được thì càng tốt, đúng không anh? Vâng. Nếu như phạm tuổi, tức là chúng ta vẫn lo là Phạm Kim Lâu Tam Tai Ngốc á, mà nếu mà lo lắng thì mượn cái tuổi khác được động thổ thì là xong. Thì mượn tuổi khác động thổ nào thì Phong Thủy Tam Nguyên cũng chia sẻ cũng như là tư vấn đến các cô chú anh chị rất là kỹ càng trong cái việc là tư vấn xem ngày động thổ để chúng ta không phải lo lắng. Đó, do đó là chúng ta rất thoải mái trong cái việc là làm nhà thì đâu có phải lo tuổi tôi có làm nhà hay không. Tuổi nào cũng làm được nhà hết. Có tiền này, xin được cấp phép xây dựng này, làm nhà thì không ảnh hưởng đến hàng xóm này và được vợ chồng thì hòa thuận, đúng không? Vâng. Là làm được. Đó, là thoải mái. Do vậy là cái yếu tố quan trọng mà Đức Trung có nói đó là hướng nhà. Cần phải xác định chính xác được hướng nhà thì mới làm được, thì mới tính toán được vận khí và đánh giá nó có làm được hay không. Vậy thì hướng nhà đấy chúng ta tính toán như nào và đo đạc như nào thì xin mời anh Triệu Hào sẽ hướng dẫn thêm cho các cô chú chị biết rằng là cách mà chúng ta xác định hướng nhà và đo hướng nhà như thế nào. Mời anh ạ. Cảm ơn anh Đức Trung. Liên quan đến cái phần mà như chỗ anh Đức Trung có chia sẻ thì cái yếu tố hướng nhà nó quyết định tương đối nhiều, cũng như là gần như là chắc chắn nó sẽ quyết định đến cái việc mà căn nhà hay là trạch đất của cô chú anh chị có triển khai xây dựng được năm 2021 hay không. Đấy, thì cái phần liên quan đến hướng dẫn để mà cô chú đo được cái phần hướng nhà thì thông thường mình sẽ có 3 cách để cô chú có thể đo được. Thì thứ nhất là cô chú có thể sử dụng điện thoại, thì với điện thoại thông minh của Android, hệ điều hành Android hay là iOS thì quý cô chú có thể sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt của Phong Thủy Tam Nguyên. Quý cô chú có thể lên trực tiếp cái kho ứng dụng, mình có thể search là La Bàn Việt thì quý cô chú sẽ nhận ra là có một cái app, nó sẽ có cái phần liên quan đến ứng dụng La Bàn Việt cho trực tiếp thầy Tam Nguyên viết lên cái phần mềm này, thì cái tính tỷ lệ chính xác cũng như là cách mà cô chú đo được thì nó sẽ kết quả nó sẽ chính xác hơn. Thứ hai mà cái việc mà quý cô chú hay sử dụng thì quý cô chú có thể là đo trực tiếp bằng cái La Bàn Quân Đội. Thì cái cách này cũng cần phải lưu ý cái việc mà cái tính chính xác của nó, bởi vì thực tế mà nói thì cái yếu tố phong thủy thì khi mà ứng dụng bản thân thì nó sẽ cần cái việc mà quý cô chú đo nó cần phải chính xác rất lớn, độ chính xác nó cực kỳ phải tỉ mỉ, cho nên là đây cũng sẽ là một cái cách để quý cô chú có thể sử dụng. Nhưng mà tuy nhiên là hai cách mà Triệu Hào vừa có chia sẻ thì quý cô chú mang tính chất tham khảo nhiều hơn để mình lấy căn cứ trước khi mà có chuyên gia trực tiếp về mà tư vấn cho quý cô chú anh chị. Ngoài ra đến cách mà thông thường bản thân thầy phong thủy hay là nếu mà quý cô chú anh chị mà biết cách đo thì mình nên sử dụng là cái thiết bị chuyên dụng trong cái việc mà đo đạc trong phong thủy, thì người ta sử dụng cái La Kinh. Và bản thân thì nếu như quý cô chú anh chị mà đã có theo dõi Phong Thủy Tam Nguyên lâu rồi thì quý cô chú anh chị cũng sẽ biết là cái sản phẩm là La Kinh Ngọc Phúc Đường. Thì bản thân khi mà sử dụng La Kinh để mình đo thì cái tính chính xác nó sẽ là tuyệt đối, và bản thân là quý cô chú anh chị đo thì nó sẽ mang lại cái nhìn tổng quan hơn để quý cô chú anh chị có thể là mình cung cấp cái thông tin đó cho ví dụ là chuyên gia phong thủy chẳng hạn, hay là cả đội ngũ trợ lý tư vấn của Phong Thủy Tam Nguyên cũng thế, thì bản thân thì nó sẽ mang đến cái giá trị nó lớn hơn. Ngoài ra thì cái thiết bị đo nó cái yếu tố cực kỳ tiên quyết, nhưng mà cái cách đo thì nó quan trọng hơn. Thì quý cô chú anh chị lưu ý giúp cái việc là quý cô chú anh chị hay bị nhầm giữa yếu tố và tọa và hướng. Cho nên là khi mà đo thì quý cô chú anh chị có thể là bản thân quý cô chú anh chị sẽ cần là mình rõ về cái phương án về tọa và hướng. Và khi đo thì cái nguyên tắc của hướng là bước từ đại môn bước ra, mặt nhìn thẳng về đâu thì nó sẽ là hướng. Thì cho nên là khi mà đo thì cái cách thông thường mà hay đo thì mình sẽ đứng từ bên ngoài mình đo vào. Tuy nhiên cái việc này nó quý cô chú anh chị phải rõ về tọa hướng thì cái kết quả nó mới chính xác được. Thì trên đây là một số cái điểm mà Triệu Hào có thể chia sẻ với cô chú cũng như là quý cô chú anh chị, cũng như là để mà mình lưu ý trong quá trình đo để làm sao cái kết quả nó được chính xác hơn. Thì đi vào phần chi tiết thì chắc là có lẽ là sẽ nhờ anh Trung chia sẻ trước liên quan đến cái việc vận khí
cũng như là yếu tố vận đất của năm 2021 năm Tân Sửu như thế nào. Thì để mà quý cô chú anh chị có thể có hình dung nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn về kế hoạch cũng như định hướng công việc triển khai xây dựng của quý cô chú anh chị trong năm 2021, xin mời Đức Trung ạ. Vâng, cảm ơn anh Hào. Trên tinh thần như Đức Trung có vừa trao đổi rằng là chúng ta sẽ căn cứ vào các cái thần sát lớn trong năm, đúng không ạ? Bao gồm 5 cái thần sát mà chúng ta vẫn xét, đúng không ạ? Là Thái Tế sát, Tam sát, Ngũ Hoàng Đại sát, Mậu Kỷ Đô Thiên sát và Mùa Long Biến vận sát. Thì ngoài ra thì trong hệ thống thần sát này thì chúng ta còn có một số những cái thần sát khác nữa, nhưng mà nói ở đây thì các cô chú anh chị cũng không có hiểu và cần phải nghiên cứu sâu về học thuật phong thủy thì mới có thể đánh giá được. Nhưng mà năm thần sát này là năm thần sát quan trọng mà trước giờ phong thủy Tây Nguyên vẫn luôn ứng dụng và các phong thủy sư chính phái vẫn luôn ứng dụng để mà tính toán. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào từng cái sơn hướng một để mà nắm được cái việc đó là các sơn hướng này thì hướng nào làm được, hướng nào không làm được. Thì cũng lưu ý thêm với các cô chú anh chị nắm được đó là chúng ta trước giờ vẫn cứ nghĩ đó là một cái nhà nó chỉ có 8 hướng, đúng không ạ? Không xoay hướng này thì xoay hướng kia, bao gồm là đông, tây, nam, bắc, đông, nam, đông, bắc, tây, nam, tây, bắc, đúng không ạ? Là 8 cái hướng, chúng ta còn gọi là 4 phương 8 hướng. Nhưng trong phong thủy thì người ta lại xét sâu hơn, nó chia ra làm 24 sơn hướng, đúng không ạ? Bao gồm là 8 hướng đấy và trong cái mỗi hướng đấy thì lại có một cái hướng nhỏ. Trong hướng đấy mỗi có 3 hướng nhỏ thì 8 x 3 thì sẽ bằng 24, đúng không ạ? Vì chúng ta biết là một cái mặt la bàn hình tròn này là 360 độ, đúng không ạ? Chia ra làm 8 hướng thì mỗi một hướng đấy là 45 độ. Và chia nhỏ tiếp ra 45 chia 3 thì sẽ là 15 độ, đúng không ạ? 15 độ này là 15 ngày của một tiết khí. Hai chúng ta một năm có 24 tiết khí. Bởi vậy cho nên rằng là mỗi một hướng nhà khác nhau thì nó mang yếu tố về trường năng lượng khác nhau, nó mang yếu tố về khí khác nhau, mang yếu tố khác nhau về vận khí và phối với lại cái lưu liên vận khí của các thành viên trong gia đình. Từ đấy nó tạo ra yếu tố về cát và hung của mỗi nhà khác nhau, đúng không ạ? Chứ không thể nào rằng là do đó các cô chú chị sẽ thấy rằng là kể cả nhà của anh hay nhà của tôi độ số giống hệt nhau, bởi vì trên cùng một khu phố có khi người ta quy hoạch thì thẳng tưng nhà nào giống nhà nào, nhưng mà có khi nhà này vẫn giàu và nhà này vẫn nghèo, vì rằng là cái vận khí đấy nó tác động đến yếu tố về vận khí của mỗi cá nhân khác nhau nữa, và cái cách cục bên trong thì có khi nó khác nhau. Và kể cả chấp luôn cả trường hợp nó xây liền kề, tức là nhà nào giống nhà nào đi. Đấy, cùng một hướng nhà nào giống nhà nào nhưng mà vẫn khác nhau về sự giàu nghèo, có khi là vào có cái nhà này vào trong đấy làm ăn nên làm ra, có khi vào nhà đấy phát nhà này lụi bại, là bởi vì nó khác nhau rất nhiều đến yếu tố là vận khí của mỗi cá nhân, do rằng là năm sinh cũng khác nhau luôn, đúng không anh? Quay trở lại với cái việc đó là chúng ta sẽ có 24 sơn hướng và 24 sơn hướng này nó nạp bởi 12 địa chi, 8 thêm can và 4 tứ duy nạp vào nó sẽ thành 24 sơn hướng, và mỗi một sơn hướng này nó khác nhau bởi yếu tố vận khí. Và cái việc mà anh Hào hướng dẫn các cô chú chị đo hướng nhà thì nó phải cụ thể chính xác độ số chúng ta mới luận giải được.